Xin chào các bạn, mình là Thùy Trân và rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trong video này, như ở tiêu đề thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẹo nhỏ để giúp các bạn có thể ghi âm lại cuộc trò chuyện trên điện thoại Samsung nhé. Ghi âm cuộc gọi tính năng tưởng chừng như là không cần thiết nhưng đôi khi lại cần thiết đến không tưởng. Bởi trong nhiều trường hợp đó thì bạn sẽ cần ghi lại những cuộc gọi quan trọng trên giấy yêu để lưu trữ một vài thông tin cần thiết. Với các dòng smartphone Android nói chung và Samsung nói riêng thì việc ghi âm cuộc gọi không hề phức tạp như trên các thiết bị iOS của nhà táo. Vì vậy nếu muốn ghi âm cuộc gọi trên Samsung, bạn chỉ cần làm thêm một vài bước đơn giản được Fastcare hướng dẫn trong video ngày hôm nay. Đừng quên theo dõi nhé. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghi âm cuộc gọi trên Samsung một cách tự động. Với phương pháp này thì thiết giấy yêu của bạn sẽ tự động ghi lại nội dung mọi cuộc gọi đến và mọi cuộc gọi đi trên máy. Đầu tiên thì bạn vào điện thoại và bấm vào cái dấu 3 chấm. Thì sau đó bạn chọn cài đặt. Và ở đây bạn sẽ được cái chữ là ghi âm cuộc gọi thì bạn nhấn vào đó. Sau đó thì bạn sẽ bật cái tự động ghi lên. Và tất nhiên sau khi bạn đã thực hiện những thao tác vừa rồi, bạn sẽ không cần phải làm gì tiếp theo, bởi máy sẽ tự động ghi lại tất tật tật các cuộc gọi đến và đi mà không cần bạn phải bấm thêm một cái gì cả. Rõ ràng là không phải ai cũng có nhu cầu ghi âm mọi cuộc gọi trên giấy yêu. Với trường hợp bạn chỉ cần ghi âm một vài cuộc gọi cụ thể thì hãy áp dụng cách ghi âm cuộc gọi thủ công nhé. Thao tác này cũng chẳng hề phức tạp, bạn chỉ cần làm theo một các bước như sau. Đầu tiên là bạn thực hiện một cuộc gọi đi hoặc là nhận một cuộc gọi đến. Thì ở đây mình sẽ gọi cho thực hiện một cuộc gọi đi. Như các bạn đã thấy thì trên giao diện nó sẽ có hiện lên một cái chữ ghi, thì bạn chỉ cần bấm vào đó là cuộc gọi của bạn sẽ được ghi âm. Thì khi bạn muốn dừng, bạn chỉ cần bấm vào chữ dừng là được. Và cuối cùng là cách nghe lại cuộc gọi đã ghi âm trên Samsung. Thì để nghe lại những file đã ghi âm cuộc gọi trên máy thì đầu tiên bạn vào file của bạn và chọn vào bộ nhớ trong. Và cuối cùng là bạn tìm cái mục call, thì ở đây nó sẽ hiện tất cả những cái cuộc ghi âm gọi của bạn. Và cách thứ hai đó chính là bạn vào một điện thoại và nhấn vào một cục 3 chấm thì vào phần cài đặt. Thì cái phần mà ghi âm cuộc gọi bạn bấm vào và đây nó sẽ có một cái phần gọi là cuộc gọi đã ghi âm, bạn bấm vào đó thì nó cũng sẽ hiện những các cuộc ghi âm mà bạn đã thực hiện. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn cách ghi âm cuộc gọi trên Samsung. Nếu có khó khăn gì thì bạn đừng quên để lại bình luận dưới video để Fastcare giải đáp nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.